Xin chào các bạn, ta lại gặp nhau ở cái chuyên đề về hàm số nâng cao, chuyên đề số 2. Trong chuyên đề này, tôi sẽ chữa 3 bài tương đối hay, tương đối phổ biến trong cái đề thi Đại học cấp quốc gia. Ở bài số 1, đó là câu 47 trong một cái đề thi. Có bao nhiêu cặp số nguyên AB thuộc vào cái khoảng 0, 10 để phương trình này có đúng 4 nghiệm thực phân biệt? Thì để xử lý bài này, ta hãy quan sát, đúng không? Cái phương trình, cái dạng của nó này, AX bình cộng AX cộng B nhân lại bình, xong lại cộng A. Đây, nếu ta đặt này là T, thì nó là dạng là T bình cộng AT cộng B bằng X. Thì ta suy ra nó có hai cái phương trình đối xứng nhau, đúng không? Thì ta sẽ tìm được mối liên hệ giữa A, giữa X và T. Thì ta giống như ta chuyển về phương trình tích ấy. Ta sẽ đặt bài 47, đặt T bằng X bình cộng AX cộng B. Thì lúc này ta sẽ suy ra một cái hệ, chỗ kia là T bình, ta thay vào đây, T bình cộng AT cộng B thì bằng X, đúng không? Còn cái chỗ kia ta sẽ viết lại là X bình cộng AX cộng B thì bằng T. Sau đó ta trừ từng vế, vì đây là phương trình dạng đối xứng, ta trừ từng vế, đúng không? Khi ta trừ từng vế thì tí ta sẽ có nhân tử chung ngay. T bình trừ X bình cộng A ra ngoài, xong là T trừ X, B trừ B hết bằng X trừ T, đúng không? Thì cái chỗ này ta sẽ làm nháp để ta tí ta xử lý luôn. T bình trừ X bình hiệu 2 bình phương, kiến thức của lớp 8. T cộng X cộng A ra thì trong còn T trừ X. Thì ra này phải chuyển sang không? Chuyển vế đổi dấu không? Chuyển trừ T sang là cộng T, chuyển cộng X sang là trừ X bằng 0. Như vậy có T trừ X là nhân tử chung chưa? Như vậy là có T trừ X là nhân tử chung. Thì trong còn gì đây? T cộng X cộng A cộng 1, đúng không? Bằng 0, đúng chưa? Đấy. Lúc này ta chuyển ngược trở lại, đúng không? Chuyển ngược trở lại là T ta thay bằng X bình cộng AX cộng B, giống như phương trình đưa phương trình tích thôi. X bình cộng AX cộng B trừ X, đúng không? Chỗ này là X bình cộng AX cộng B cộng X cộng A cộng 1 bằng 0, đúng không? Thì ta sẽ đưa về dạng phương trình tích như sau: X bình cộng A trừ 1 nhân X cộng B, đúng không? X bình cộng A cộng 1 nhân X cộng A cộng B cộng 1, đúng không? Bằng 0. Thì đây là phương trình tích, thằng này bằng 0 hoặc thằng này bằng 0, đúng không? Thì yêu cầu bài toán có 4 nghiệm phân biệt, thì thằng này phải có 2 nghiệm, thằng này phải có 2 nghiệm. Như vậy delta, thằng này phải có delta 1 phải dương, đúng không? Thằng này phải có delta 2 phải dương. Đấy. Như vậy cái yêu cầu bài toán phải dẫn đến hai thằng cùng dương. Thằng này delta 1 là A trừ 1 tất cả bình trừ 4AC, delta 1 trừ 4 nhân 1 nhân B dương. Thằng này là A cộng 1 delta 2 tất cả bình trừ 4AC, 4 nhân A cộng B cộng 1 dương, đúng không? Thì cái thằng này ta hiểu nó là, ta làm ra nháp thì cái thằng trên ấy, nó là A trừ 1 tất cả bình lớn hơn 4B. Thế thằng này khi phá ra này là A bình cộng 2A mới trừ 2A này thì còn trừ, A mới trừ 4A này thì còn trừ 2A. Đây, phá ra A bình cộng 2A cộng 1 phá ra là trừ 4A trừ 4B trừ 4 lớn 0. Thì cái 2A mà trừ 4A là trừ 2A mà cộng 1 nữa thì đây chính là A trừ 1 tất cả bình. Chuyển sang, chuyển trừ 4B sang và trừ 4 sang là cộng 4. Như vậy cái trên này là A trừ 1 tất cả bình lớn 4B, cái dưới là A trừ 1 tất cả bình lớn hơn 4B cộng 4.
Như vậy chỉ cần cái dưới đúng thì cái trên chắc chắn phải đúng, đúng không? Đấy, ví dụ thằng này chắc chắn nó lớn hơn 4 bình, đúng nhỉ? Như vậy từ đó suy ra a trừ 1 tất cả bình lớn hơn 4b cộng 4. À, cái này thỏa mãn thì cả hai cái này đều thỏa mãn, được chưa? Đấy, xử lý như vậy. Đấy, chỗ này thì cái chỗ này ta sẽ chuyển về để sử dụng một phần máy tính cho dễ. Ta sẽ chuyển về, ta sẽ suy ra b sẽ nhỏ hơn. À, chuyển 4 sang đây là a trừ 1 tất cả bình trừ 4 trên 4, đúng không? Thì từ đây ta sẽ tìm được a. A ở đây nhớ là a ở đây là số tự nhiên mà AB nguyên và AB nhớ là nó chỉ gì? Thuộc vào khoảng từ 0 đến 10 thôi. Tức là AB thì nhỏ hơn bằng 9 và nó lớn hơn bằng 1 thôi. Nó thuộc từ 0 đến 10 thôi, đúng không? Thì từ đó ta sẽ tìm được ra A. Đây, vì nếu A bằng 1 này, A bằng 2 đã không được rồi. A bằng 3, A bằng 1 1 trừ 1 hết. Thì chỗ này là trừ 4 thì B nó nhỏ hơn 0 rồi. Thì A bằng 2 thì 2 trừ 1 là 1, 1 bình là 1, 1 trừ 4 cũng là âm 3 thì B nhỏ hơn 0 rồi. A bằng 3, 3 trừ đi 1 là 2, 2 bình là 4, 4 trừ 4 hết. Như vậy nó là 0 rồi, đúng không? Bắt đầu từ A bằng 4 thì ta tìm được B. Thì cái này ta sẽ dùng máy tính ta nhập vào, đúng không? Dùng mốt 7 à. Ta dùng mốt 7 ta sẽ nhập vào à. Fx sẽ là alpha x trừ 1 tất cả bình trừ 4 trên 4, đúng không? Thì start bây giờ bắt đầu từ 4 và kết thúc ở 9, a bằng 9. Bước nhảy là 1, đúng không? Thì ta được cái bảng như này. Đúng chưa? Nhìn bảng chưa? Đấy, ta được cái bảng như này, đúng không nhỉ? Và lúc này ví dụ a bằng 4 thì b nó là nhỏ hơn 1,25 thì trường hợp này chỉ b bằng 1 thôi. Thế còn a bằng 5 thì ta chuyển xuống là b nó bằng 3. À, b bằng 3. B bằng 3 thì b tức là nhỏ hơn 3. Nhỏ hơn 3 thì b chỉ bằng 1 và 2. Khi a bằng 6 thì nôi được ra b sẽ bằng từ 1 cho đến 5. Bởi vì nó b nó nhỏ hơn 5,25. Thế a bằng 7 thì b sẽ bằng 8, thì tức là từ 1 cho tới 7. Và a bằng 8 thì ta chuyển xuống b nó là 11,25. 11,25 nhưng mà nhớ b này chỉ nhỏ hơn 9. Như vậy b từ 1 đến 9. Và tương tự như vậy thì a nó bằng 9 thì suy ra b nó bằng chỗ này 15 nhưng mà chỉ lấy 1 đến 9 thôi. Đúng không? Như vậy suy ra có bao nhiêu cặp? Tất cả bao nhiêu cặp? Đây, ta sẽ cộng vào. Đây, trường hợp a bằng 4, b bằng 1 cặp này, 1. Cái này a bằng 5 cộng 2 cặp 2 này. A bằng 6 từ 1 đến 5 là cộng 5 này. Đấy, rồi a bằng 7 từ 1 đến 7 cộng 7 này. A bằng 8 và a bằng 9 thì là có 9 cặp. B chạy từ 1 đến 9, B chạy 1 đến 2, 9, 18. Thế cộng vào là 33. Đó. Đáp số là 33. Đấy. Như vậy có 33 cặp thỏa mãn thì ta chọn được đáp án A nhá. Chọn được đáp án A. 33 cặp thỏa mãn, ta chọn được đáp án A. Như vậy trong bài này ta chọn được đáp án A nhá. À. 33 cặp. Câu 47 ta chọn được đáp án A. Nhìn chưa? Đấy. Ta sang câu 48. Câu này khá hay. Ở câu 48 câu này tương đối hay.
sử dụng một số tính chất rất quen thuộc để làm một số bài tập nâng cao trong các cái đề thi. Cho hai hàm số fx và gx là các hàm số được xác định và liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên m để cái phương trình f của cái thằng này bằng m có nghiệm thuộc vào cái đoạn thì trừ 1 cho tới 5 phần 2. Đấy. Thì đây cái hàm gx đây. Hàm fx bằng cái đường vàng này. Đúng không? Đấy, cái đề bài của nó không có cái này. Thì ta hiểu là về ý tưởng là ta phải đặt cái này có thể là u. Thì ta đi tìm fu bằng m, phải đi tìm fu và khống chế được fu này. Và phải biết được u đó là nó thuộc vào đoạn nào. Đúng không? Đấy, nó thuộc vào cái phần nào. Thì ta tìm được fu nhờ đồ thị hàm số. Thì ta cứ bóc tách dần thôi, ta cứ đặt thằng này là t. Có x khống chế được rồi thì t phải khống chế được. Và cái hàm g có rồi thì ta sẽ khống chế được g, phần g, sau đó ta khống chế được u thì tìm được fu. Vâng. Đấy. Ta đặt t bằng 2x 1, đúng không? Do x của chúng ta là nhỏ hơn hoặc bằng 5 phần 2, lớn hơn bằng âm 1, đúng không? 5 trên 2 lớn bằng âm 1. Đấy, bây giờ ta mới tạo ra cái 2x trừ 1 bằng cách nhân 2 vế cho 2, tất cả nhân cho 2, gần cả 3 vế này cho 2. Thì này trừ 2 nhỏ hơn bằng x, 2x nhỏ hơn bằng 5, cộng 2 vế cho âm 1 để tạo ra cái t này. Thì chỗ này cộng âm 1 là âm 3, nhỏ hơn bằng 2x trừ 1 nhỏ hơn bằng 4. Như vậy t nhỏ hơn 4 lớn bằng âm 3. Đấy, thì lúc này ta sẽ tìm được cái khống chế của gt. Theo đồ thị thì gt sẽ nhỏ hơn bao nhiêu và lớn bằng bao nhiêu. Đấy, t người ta cho chạy từ âm 3. Nếu mà t chạy từ âm 3 tới âm 4 thì thằng g đây, g sẽ nhỏ hơn 4, nhỏ hơn bằng 4 và lớn bằng âm 3. Trong cái khoảng từ âm 3 đến 4 thì thằng g cao nhất là 4 và thấp nhất là âm 3. Vậy nhỏ hơn 4, lớn hơn âm 3. Thì bây giờ ta phải tạo được ra cái 1 trừ gt. Lúc này cái chỗ này nó f của nó là f của 1 trừ gt mà. Thì lúc này ta có nhân 2 vế âm 1 thôi, tất cả nhân âm 1. Thì đây là nhân âm 1 là 3, chiều nó phải đảo, đang nhỏ hơn giờ nó phải lớn hơn trừ gt. Thằng này đang nhỏ hơn giờ lớn bằng trừ 4 cộng 2 vế cho 1 để nó xuất hiện cái u này. Thì bên này là 4 lớn bằng 1 trừ gt lớn hơn bằng trừ 3. Thì đây chính là f của 1 trừ gt, đúng không? Bằng m. Thì ta gọi này là u đây. Như vậy lúc này ta nôi được ra cái u này chính là lớn bằng âm 3 và nhỏ hơn bằng 4. Thì lúc này ta theo đồ thị thì ta có gu. À, gu. À, g đây. Gu đây. Fu. Fu. Đây, lúc này ta có Fu. F là hàm này. F thì lớn nhất là bằng 2. Nhỏ hơn bằng 2. Và nhỏ nhất đây, nhỏ nhất này nó giống ở đây này. Đúng không? Nó lớn là 1. Đấy. Vậy suy ra Fu bằng m có nghiệm thỏa mãn yêu cầu bài toán thì dẫn đến m phải làm sao? Tức là cái bài toán bây giờ là tìm m để cho fu có nghiệm với u nó thuộc vào đấy. Đó. Thì lúc này m chỉ chạy vào đâu? Y m đấy. Đường y m. M sẽ làm sao? Nhỏ hơn bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 2 và lớn hơn âm 1. Thì m nguyên thì suy ra m sẽ bằng 0, 1 và 2. Có 3 giá trị. Đúng không? Có 3 giá trị.
đúng chưa? Đấy. FU đây chính là m. Đây chính là m. Đây FU này chính là số m. Đó. FU bằng m, m nhỏ hơn bằng 2 lớn hơn 1. Đúng không? Thì lúc này m phải có 3 giá trị nhỏ hơn bằng 2 lớn hơn âm 1. Vậy đối chiếu đáp án ta sẽ ra được đáp án A. Đáp án B. Nó ra được đáp án B. Đúng không? Đấy. Ta kết thúc cái bài số 48 ở đây. Bài này khá hay. Nhớ ta cứ bóc tách dần. Thằng này có x có sự khống chế rồi thì ta đặt cái này t thì t khống chế được. T khống chế được biết hàm g rồi thì ta biết được g. Thì ta biết được g nó chạy ở đâu. G chạy ở đâu thì qua một số phép biến đổi sơ cấp thì ra được cái bên trong này là u. Khống chế được nó rồi, khống chế được u rồi thì biết hàm fu rồi. Đây hàm f đấy, hàm f đấy. Hàm f đây nên hiểu là fx cũng được. Mà nó là fu cũng được. Mà nó là ft cũng được, đúng không? Đấy, khi u mà chạy từ âm 3 cho tới 4 thì cái hàm f nó sẽ chạy, nó sẽ lớn nhất là 2 và nhỏ nhất nó ở cái giá trị này. Thì nó lớn hơn âm 1, âm 1 người ta cho vào phía này. Đấy. Thì từ đó m nguyên người ta tìm được 3 giá trị của m thỏa mãn. Ta sang bài cuối cùng. Ta tiếp tục sang câu số 49. Xét các hàm số xét các số thực a b c thỏa mãn c lớn hơn b lớn hơn a lớn hơn 0. Đây như bảng cho hàm số y bằng fx có đạo hàm và liên tục trên r, có bảng xét dấu đạo hàm như thế này: đặt gx bằng f của cái trị tuyệt đối của x mũ 3 thì số điểm cực trị của cái hàm gx là bao nhiêu. Bài này cũng rất hay thôi. Trước hết là ta phải để ý cái hàm y bằng fx và hàm y bằng f trị tuyệt đối của x thế này, đúng không? Thì nó đây trị đối của x này nó nằm cái hàm chặn, đúng không? Bởi vì thằng này cũng bằng, ví dụ đây là gx chẳng hạn, thì g của trừ x nó bằng f trị đối của trừ x. Trị đối của trừ x thì nó vẫn là bằng trị đối của x thôi, đúng không? Như vậy nó bằng g của x. Đấy, thì nó là hàm chẵn. Hàm chẵn thì bao giờ cũng nhận đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng. Đấy nhờ? Đấy, theo nguyên tắc đấy ta làm. Đấy nhờ? Thì để xử lý bài này thì ta sẽ đặt cái, ta xét cái hàm y bằng f của x mũ 3 trước. Đúng không? Xét cái hàm này trước. Đấy, tí suy ra trị đối sau. Từ đó ta suy ra y phẩy bằng f này phẩy nhân x mũ 3 phẩy thì là 3x bình nhân f phẩy x mũ 3 cho bằng 0. Đúng không? Ta giải ra một nghiệm 3x bình bằng 0 thì x bằng 0. Nhưng mà cái thằng này nó không đổi dấu, nghiệm bội chẵn. Và f phẩy của x bằng 0. Đấy, f phẩy của t bằng 0 thì t bằng 0 bằng a bằng b bằng c. Như vậy x mũ 3 này bằng 0. Thằng này thì đổi dấu này. X mũ 3 bằng a, x mũ 3 bằng b và x mũ 3 bằng c. Nhưng mà nhớ tại b không đổi dấu thì thằng này ta không xét được. Ta không xét. Đúng không? Đấy, từ đây ta tìm được x bằng 0. Thằng này x bằng căn bậc 3 của a. Thằng này x bằng căn bậc 3 của c. Đúng không? Như vậy ta suy ra một cái bảng xét dấu như thế này. Đây, x đây. Y phẩy đây. Đúng không? X bằng 0 này, căn bậc 3 của a vẫn thứ tự đấy. Căn bậc 3 của b này, căn bậc 3 của c, đúng không? Đấy, cái dấu của nó cũng vẫn thế. Đấy chưa? Đây cũng âm, dương, âm, âm và dương, dấu nó vẫn vậy, đúng không?
Thì từ đây ta sẽ suy được ra cái dáng, dáng của cái đồ thị này y bằng này, cái dáng của nó như này. Đây, x bằng 0 đây. Đúng chưa? Đi lên. À, tại cái điểm một một cực trị này, đây tại này là x bằng căn 3, căn bậc 3 của A này, thằng này căn bậc 3 của C, chứ căn bậc 3 của B nó không đổi dấu, đó, nó vẫn luôn luôn nghịch biến, đúng chưa? Thế thì về cái nguyên tắc vẽ đồ thị hàm trị tuyệt đối, thì từ đây ta suy ra được cái y bằng trị tuyệt đối. Từ đây ta suy ra y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 bằng cách ta gạch cái phần này đi, đúng chưa? À, ta lấy đối xứng cái phần này qua trục tung, bởi vì nó là hàm chẵn mà. Này, đối xứng qua đây. Thằng này đối xứng qua đây. Thằng này đối xứng qua đây. Đó, nó như này. Từ cái dạng hàm nó như này. Đấy. Chỉ đối dạng hàm này. Thì thực ra nếu làm trắc nghiệm, đây là giải thích cho nó dễ hiểu thôi. Thực ra làm trắc nghiệm thì bên này có hai cực trị. Đối xứng bên này có hai cực trị là 4, 1 thì là 5. Đấy, giờ ta đếm này, 1 2 3 4 5. Như vậy ta suy ra có 5 cực trị. Sẽ có 5 cực trị. Đúng không? Đấy, nghe chưa? Đấy, có 5 cực trị. Đấy, đây cái này nó đạt cực tiểu tại x bằng 0, đúng không? Đấy, nhớ cái hàm y bằng trị tuyệt đối. Đấy, nhắc lại một tí này. Nhắc lại về hàm số nhé. Đây, đến đây có 5 cực trị thì ta chọn đáp án đã. Đến đây ta sẽ chọn được có 5 cực trị. Ta chọn được đáp án D. Đúng không? À, nhắc lại một số kiến thức về hàm số này, ví dụ y bằng fx để lôi ra y bằng trị tuyệt đối của fx, đúng không? Thì ta sẽ làm như sau, nhắc lại này. À, thì ta giữ nguyên phần ở trên, bởi vì cái fx bao giờ nó cũng lớn bằng 0. À, gạch phần ở dưới đi, lấy đối xứng lên, đúng không? Phần ở dưới gạch đi, lấy đối xứng lên qua trục hòa, qua trục hoành. Đó. Thì cái phần đồ thị in đậm vậy này. À, thì đây chính là trị tuyệt đối của fx. Đó. Thế còn y bằng fx mà suy ra y bằng f trị tuyệt đối của x. Đó. Thì ta hiểu như sau. Ví dụ như thế này. Thì riêng cái phần bên trái trục, bên trái trục tung này ta gạch đi. Đấy, bởi vì phần này x lớn bằng 0, x lớn bằng 0 thì giá trị fx bằng chính x thì vẫn là fx. Phần dưới này ta sẽ lấy đối xứng qua trục tung vì nó làm chẵn. Đấy. Như vậy cái phần đậm của nó đây. Phần đậm này chính là phần đây đối xứng nhau nhé. Đây chính là f trị tuyệt đối của x. Đúng không? Đấy, nhớ này lý thuyết. Lý thuyết. Nhớ hai cái này là rất hay dùng trong các cái bài nâng cao, đúng không? Ta sẽ kết thúc bài ngày hôm nay ở đây. Xin hẹn các bạn ở các cái chuyên đề tiếp theo hay hơn. Xin chào tạm biệt các bạn.